buổi chiều ngày 8 tháng 8 năm 2024. Chiều nay thì có hai sản phẩm lên đường thôi. Đây là băng cassette địa chỉ tới huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đây là băng cassette địa chỉ tới thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thôi, ngắn gọn chiều nay thì có hai sản phẩm lên đường. Thân ái chào tạm biệt.